Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở trong video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 142E-44 đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận. Nhà là căn góc có thể chỗ cửa sổ bên hông nên nhà rất là thoáng. Được trước nhà thì rộng hơn 8m, rất là rộng rãi. Để đi được vào nhà, mọi người đi tới hẻm 142C đường Cô Giang và quẹo phải đi vào cái ngã ba đầu tiên. Sau đó đi tiếp khoảng 50m, mọi người sẽ thấy một cái ngã ba thứ hai bên tay trái, thì quẹo vào và đi tiếp thêm 50m nữa sẽ gặp căn nhà. Trước khi xem nhà, em mời mọi người xem qua một số tiện ích xung quanh nhà như là chợ Phú Nhuận, nhà thuốc Phạm Ma City, ngân hàng Việt Tinh, bưu điện Việt Nam, trường trung học Cầu Kiệu, trường tiểu học Trung Nhất, trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, ngân hàng SCB, cửa hàng thực phẩm Vitsan. Căn nhà ngày hôm nay có diện tích là ngang 3 và 6, kết cấu là 3 tầng, nhà có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, nhà ở hướng Tây Nam, giá đang kêu là 3 tỷ mốt vẫn còn thương lượng. Nhà này có thể cho thuê lên đến được 9 triệu một tháng. Khu vực dưới trệt thì xây thoáng suốt ra sau và có cửa sổ ở bên hông. Khuôn viên nước nhà mình thì theo dạng chữ L nên có thể xây bếp và nhà vệ sinh ở một khu vực riêng biệt. Phía bên đây thì là cầu thang để lên lầu 1. Khu vực lầu 1 thì có 2 phòng ngủ khá lớn, có cửa sổ riêng ở trong phòng. Nếu muốn thì mình có thể bỏ bức tường và làm hẳn một phòng lớn cũng được. Phòng bên ngoài thì có ban công nhìn ra sân. Như mọi người thấy, sân rất là rộng lớn. Ở bên ngoài thì là nhà vệ sinh và cầu thang dẫn lên lầu trên. Lầu 2 thì chủ nhà đang để trống suốt và làm chỗ giặt đồ. Nếu thiết kế lại thì trên đây có thể tận dụng làm thêm một phòng ngủ hoặc làm kho cũng được.